hồi nãy lắc quá, cho nên là bây giờ phải chim lại. Sai đã vào cái đêm định mệnh đó.
cái cây bảo vệ khu rừng này nó kêu Ori quay về nha. Nhưng mà mẹ Haru lại không muốn bắt Ori quay về, bắt Ori đi trốn. Khắp nơi luôn mà không thấy được trái nào hết trơn. Má cây cối gì mà như là tới mùa nó không ra trái nữa. Hay là nó bị cái cây kia trừng phạt, kiểu như là không có cho con Ori quay về, nó sẽ lấy hết tất cả những gì mà các bạn cho. Cuối cùng quay về lụm lại cái trái dục hồi nãy à, không còn gì để ăn.
tôi kẹt cái bụi gai luôn.